ánh sáng của yêu thương. Hôm ấy, bố vắng nhà, mẹ bị đau bụng dữ dội. Edison liền chạy đi mời bác sĩ. Bác sĩ đến khám bệnh và cho biết mẹ của Edison đau ruột thừa, phải mổ gấp. Nhưng trời cứ tối dần, với ánh đèn dầu tù mù, chẳng thể làm gì được. Edison lo lắng, thấy mẹ đau đớn, cậu mếu máo, xin bác sĩ cứu mẹ cháu. Bác sĩ ái ngại nói, đủ ánh sáng, bác mới mổ được cháu ạ. Thương mẹ, Edison ôm đầu suy nghĩ, làm thế nào để cứu mẹ bây giờ? Đột nhiên, cậu trông thấy ánh sáng của ngọn đèn hắt lại từ mảnh sắt tây trên tủ. Edison vội chạy sang nhà hàng xóm, mượn về một tấm gương. Lát sau, đèn nến trong nhà được cậu thắp lên và đặt trước gương. Căn phòng bỗng ngập tràn ánh sáng. Nhìn căn phòng sáng trưng, bác sĩ rất ngạc nhiên, bắt tay vào làm việc. Ca mổ thành công, mẹ của Edison đã được cứu sống.